87.000 tỷ bình thường mà. Ngày xưa lúc anh làm sới mở có tiếng chục tỏi, mở đi mở lại 87.000 thì nói là 87.000 đấy là hai mặt, em hiểu chưa? Tổng giao dịch này này. Phạm ơi, có ai bảo kê dám đi bóc phốt Johnny Đặng? Như anh Johnny Đặng khôn lắm, khôn như anh Johnny Đặng ở Việt Nam này. Ở quê nhà Huấn là bọn là cái đội mà gọi là cái gì tạch nhỉ? Không, cậu nó câu, nó câu lầu rượu mặn hết rồi, hiểu chưa? Câu lấu rượu mặn hết à? Ví dụ như tao nhá, hết giá trị nợ giờ, ví dụ mà nó để câu view đúng không? Để tương tác, người ta chơi mày làm gì nữa? Nó mất công mày. Nó đem ra nào. Bây giờ là trên con đường mà trên con đường mà nhà nước mở thì con đường đi thì nhà nước phải phải xài trải băng, trải phẳng. Thấy chưa? Sao mà để cho ngông cuồng hoạt động thế thì mới hết. 87.000 tỷ bình thường mà. Ngày xưa lúc anh làm sới nhà cái đây mười mấy năm rồi, mặt bạc 2 tỷ một mặt mở có tiếng chục tỏi, mở đi mở lại 87.000 thì nói là 87.000 đấy là hai mặt, em hiểu chưa? Tổng giao dịch này này chứ không phải là được đúc túi và bằng với đấy liền đâu, em hiểu chưa? Giao dịch 87.000 mấy năm, 7.300 anh em. Thầy bây giờ là thôi, có gọi là cũng có gọi là công việc cũng đều đều rồi. Mày đừng có dụ dỗ thầy vào con đường cờ bạc nữa. Mày dụ thầy đánh nô thì thầy còn dám tin tưởng, hiểu chưa? Mày dụ thầy đánh với máy thì chưa, thầy thỉnh thoảng làm tí thôi. Bảy nghìn 400 anh em nhá, 87.000 là ảo thôi, đúng rồi bạn. Thằng em thông minh ấy, anh không bán nước hoa đi tí nữa, anh đang ăn bưởi dở đó. Mày chia sẻ 8.000 cộng dồn, đúng rồi, cộng dồn đấy, em nó có đã đao búa cái rất là thông minh, đúng rồi, cộng dồn nó, đúng rồi, cộng dồn đấy mà. 7.300 mỗi anh em cho xin cái chia sẻ cho nên 8.000 luôn đấy. 8.700 chia sẻ lên luôn đấy. Bây giờ mình lên 8.000 nhá, 8.600 anh bán cho mọi người giá gốc luôn, tặng cho mỗi người 50. 8.600 là 7.500 là 8.600 à? Đi tay vịn không thầy, quật không tám nhé thầy, cứu bét là thầy. Nói chung là xã hội là có làm quan thôi, chúng mày có đòi, chúng mày là tất cả các anh em mà có đòi không làm mà đòi mang tiền thì người ta về làm nhà vệ sinh mình thì không có đâu. Nó nhanh như giấy cua. 7.500 anh em mà đấy, nếu mà anh em thật sự muốn mua nước hoa đúng không? Không phát à cho mọi người à, nó sao ở trong Nguyễn Thanh Hoàn 7.500 anh em nhá. Mỗi bạn kỷ niệm cho mình chứ một tổng giao dịch, đúng rồi, tổng giao dịch thôi, cái chuyện đấy cũng bình thường mà. Con game của anh bây giờ giao dịch ở chết. Sao livestream được Facebook này vậy? Sao lại không livestream được Facebook này vậy, là như nào à? Bạn Đức Quân ơi, mai quật 87 chứ thầy. Hôm nay mà thì trời đã sớm tí nữa thì có phải là, hôm nay sớm tí nữa thì có phải là úi giời, hôm nay mà nó bơm mà sao các cụ không bớ từ buổi chiều đi, có vẻ cả lương hôm nay ăn dày húp 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 hai nháy luôn.
mình nệm mình là 12, 21, 45, 49 thì nó ra mỗi 12, 21, 45 nó lại không ra 49 mới cay. 7.000 năm anh em nhá, chào cả nhà. Anh bán được qua cho em mua chết, mày đợi đã bảo đợi đúng 86. Mày chia sẻ phát cho lên 86 ấy. Chia sẻ lên cho lên 86 phát lộc cho mọi người. Sao em không thấy cây bưởi nhà thầy mày? Cây bưởi thầy trồng ở dưới nhà cái đây thì có 7.600 rồi. Thầy ơi, thầy ơi, em có ông anh tên là Khoa nghiện cờ bạc, thầy khuyên hộ em với. À, riêng cái bộ môn cờ bạc nhá, nói thật với anh em, hết tiền các tự bỏ, đi lừa đảo hết chỗ lừa đảo rồi đúng không? Đi lừa đảo hết chỗ lừa đảo là cái thứ nhất, không quay đâu được tiền nữa, không mượn đâu được tiền nữa, không văn sớ lấy đâu được tiền chơi nữa, thì lấy đâu ra tiền mà chơi. Riêng cái bộ môn cờ bạc còn tiền là còn chơi. Đấy, bỏ vào mắt, hiểu chưa? Đây là thầy này, đây là Huấn này, thiếu cả một ngón. Sau này lúc mà mình làm ra nhiều tiền rồi, gọi là bồng bềnh công việc, mình có tiền rồi, thì nào mình chơi tiền, lúc mình đỏ vận mình nó được. Nói chung là từ cái lúc tôi bỏ gái gú, tôi ở với vợ con đoàn hoàng rồi, là từ ngày này an cư lập nghiệp là mình làm ăn mình đi lên rồi. Ví dụ ngày mình kiếm được 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu, vài chục triệu ngày thì mình tự nhiên mình khắc chán cờ bạc. Bây giờ chơi cờ bạc làm gì, mất thời gian. Chiều đến thì quật cụ lô thì còn tạm tạm đúng không? 7.900 anh em. Cờ bạc thì có bịp không thầy? À, cờ bạc nó không bịp đâu. Cờ bạc không bao giờ bịp em ở trong, nó không bịp đâu mà. Mày đánh xanh thì tao ấn chuột sang đỏ thì được, đúng không? Mày đánh nẻ rồi tao lệnh chuột sang chẵn thôi, không bịp đâu. Cờ bạc ấy nó không bịp, người ta chỉ điều khiển thôi chứ không bịp. Bộ môn cờ bạc thì đã chơi cờ bạc phải chấp nhận em nhá, thắng thì nằm vua, thua thì nằm giặc, thế thôi. Cờ bạc máu ham say càng bốc, kẻ thua đậm cay cú gỡ đến cùng. Đấy, đôi co chân cẳng văng la liệt. Đúng không? Sao anh ngọc rất nhiều thơ đấy? Tại tao sản xuất cả một bài thơ ngày xưa là làng nhà anh sản xuất cả bài thơ mà. Ngày xưa làng nhà anh là dính vào cái tệ lạng bia với cờ bạc, đúng không? Đầu làng xối động cảnh bia, quấn hút dân chơi cả trẻ già, thâu đêm suốt sáng thi nhau chọc, đêm về vang rộn tiếng hò la, kẻ thắng đậm máu ăn say càng bốc, kẻ thua đậm cay cú gỡ đến cùng. Cãi cọ bàn rằng văng la liệt, đôi co chân cẳng múa lung tung. À, hay gì cái trò chơi sát phạt, hãy để cho nhau những nụ cười. À, uy tín chưa? Anh bán cho em chiếc nước hoa đây, đã bảo nên đúng 86 anh bán cho. Mày còn Facebook chứ bây giờ thì biết làm sao được, ngày mai ra sao đâu bạn. Bây giờ Hà Nội ngày cũng mấy trăm ca rồi bạn ạ. Thôi bây giờ thì thôi, ai đỏ, đỏ thì dính mà đen thì quên đi. Bán nước hoa đi thầy, ok nhá. 8.200 rồi còn đã bảo lên 8.600 rồi này. Mà, mồm như mồm là ấy. Ok bà Ben nhá. Bà Ben ok, thế em xem làm gì em nhá. Bà Ben anh thật ra là chào Him nhá. Him chào Him nhá. Bà Ben anh nói một câu em tình người. Anh mồm anh như mồm gì thì cười nhá. Mồm anh như mồm gì thì không liên quan đến em là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh cũng có cái lòng tự trọng của anh. Trình độ anh văn hóa lớp 7 thôi. Nhưng mà anh không bao giờ đi sân si người khác, không bao giờ đi nói xấu người khác, không bao giờ đi vào Facebook người khác comment. Mày comment mày thấy mày tưởng là ngầu đâu em.
comment như thế có phải là giỏi tài gì đâu nhá. Mày không nhân, mày không nhìn thì anh ghim cả cái link Zalo với là link Facebook của ông em này. Chịu trách nhiệm chính về mảng kỹ thuật đấy. Mày không cẩn thận là tí cái mày tí để cầm sờ đến máy này thấy long quýt phiên bản hết hạn thì mày lúc đấy mày khỏi tinh tướng nhá. Không thích guitar thì xem làm gì, đúng không? Bạn hơn tôi thì bạn nói tôi được. Bạn không hơn tôi thì bạn không có quyền gì để nói. Anh chích cho em mã nước hoa ok luôn. Đấy vì lời hứa với mọi người. Để cho mọi người một hai mã, xong là mình đi ngủ. Để cho một người một hai mã có gì đâu. Nhá. Chích cho mọi người một hai mã, mọi người dùng có gì đâu mà. Cái đó là chuyện tình cảm, là cái chuyện quá bình thường. Chích cho mọi người một hai mã dùng nhá. Lên đây lọ. Ai thích thì dùng, ai không thích thôi. Ai thích thì dùng nước hoa này. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc khủng hơn 87.000 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô hơn 87.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 2 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô hơn 87.000 tỷ đồng trên mạng internet. Cầm đầu đường dây này là Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi và Nguyễn Đắc Quý, 27 tuổi, cả hai ngụ quận Gò Vấp. Hai đối tượng này bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 bắt giữ tại quận 7 vào chiều mùng 1 tháng 12. Trước đó, phòng PA05 phát hiện các đối tượng này tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử, Ethereum, USDT, Tron, liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp tiền, rút tiền. Đường dây này phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Ngày 5 tháng 11, phòng PA05 phối hợp phòng cảnh sát hình sự và công an các đơn vị thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng, trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan, lập biên bản thu giữ tăng vật ước tính giá trị hơn 20.000 tỷ đồng cùng các tài liệu, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án. Bước đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch hơn 87.000 tỷ đồng, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an thành phố Hồ Chí Minh khám phá. Đường dây này do các đối tượng Bạch, Quý, Huỳnh Long Nhu, 28 tuổi, ngụ quận Tân Bình và Phạm Thị Mai Ngân, 36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận cầm đầu, điều hành. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web iptonlinelife, nagaglucom và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evolution.com để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Để tham gia đánh bạc, con bạc đăng ký ví tiền ảo trên sàn Gemitano ở nước ngoài, sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web. Khi chơi, con bạc thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Số lượng người chơi tham gia nhiều, các đối tượng này sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Vụ án đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra.